Sau khi danh sách các heritage của các đội tham dự VBA 2023 chính thức được công bố, lại một lần nữa chúng ta không thấy cái tên của Khoa Trần xuất hiện ở bất cứ một đội hình nào. Với việc năm nay Sài Gòn Heat quyết định sử dụng Hassan Thomas, Lê Hải Sơn là cầu thủ heritage, nên câu hỏi lớn nhất đặt ra hiện tại chính là liệu VBA mùa giải 2023 sẽ vắng bóng Mr. Wiggle hay không. Mặc dù hiện tại có Cần Thơ vẫn chưa công bố chính thức roster cuối cùng của mình, nhưng họ cũng đã công bố Michael Soy sẽ là cầu thủ heritage của đội bóng trong mùa giải 2023. Điều này đồng nghĩa với việc không một đội bóng nào ở VBA còn dư slot heritage trong mùa giải tới, thế nên nhiều khả năng Khoa Trần sẽ lỡ hẹn với VBA 2023. Ở mùa giải năm ngoái thì Khoa Trần cũng đã bỏ lỡ giai đoạn đầu mùa giải 2022 trước khi cập bến Sài Gòn Heat để trở thành người thay thế cho William Trần bị chấn thương ở thời điểm đó. Nếu năm nay Khoa không có tên trong bất cứ danh sách nào, thì nếu chúng ta muốn được nhìn thấy sự trở lại của Mr. Wiggle, chỉ có thể là thay thế cho một heritage khác trong trường hợp chấn thương mà thôi. Khoa Trần luôn xuất hiện với nụ cười trên môi, đó là hình ảnh của chàng cầu thủ này trong tâm trí của người hâm mộ. Đã thi đấu VBA từ mùa giải 2016, nhưng sau gần nấy năm, sự lạc quan của chàng trai có biệt danh Mr. Wiggle không hề thay đổi. Chặng đường theo đuổi bóng rổ chuyên nghiệp của chàng hậu vệ 25 tuổi không phải là con đường quá bằng phẳng. Qua nhiều lần đứt đoạn, ở mùa giải thứ 7 của mình thì Khoa mới có cơ hội lần đầu được chơi ở loạt trận final. Anh có duyên với đội bóng thành phố Hồ Chí Minh, nhưng lạ lùng thay, lại chưa từng vô địch cùng họ ở những mùa giải trước đây. Mùa 2019 khi Heat lần đầu bước lên ngôi vị cao nhất, Khoa đã không thể đồng hành cùng đội khi phải trở về Mỹ vì lý do cá nhân. Anh chuyển đến Nha Trang Dolphin mùa 2020, mùa giải mà Heat lần thứ 2 liên tiếp lên ngôi. Những câu chuyện ngoài chuyên môn một lần nữa khiến Khoa phải rút lui khỏi VBA 2022. Nếu không có sự ủng hộ của bạn bè, có lẽ nâng cúp vô địch cùng Sài Gòn Heat vẫn sẽ chỉ nằm trong tâm trí của chàng trai 25 tuổi và của nhiều người yêu mến anh. Với niềm đam mê bóng rổ thuần khiết, dù con đường có gập ghềnh nhưng Mr. Wiggle vẫn luôn là chính mình, vẫn cống hiến trong từng pha bóng trên sân, vẫn mỉm cười cùng người hâm mộ ngoài sân. Dường như sau tất cả những gian truân, vũ trụ đã nở nụ cười mang đến cho anh những điều xứng đáng nhất trước vô địch VBA 2022. Thế nhưng ở mùa giải năm nay, cái tên Khoa Trần lại một lần nữa vắng bóng ở danh sách thi đấu chính thức của mọi đội bóng. Chắc hẳn những người hâm mộ sẽ rất buồn khi không được thấy một Mr. Wiggle vui vẻ trên sân thi đấu, tận hưởng niềm vui khi chơi bóng, những động tác lắc không khi ném phạt, những màn ăn mừng tinh nghịch, nụ cười khó tả khiến đối thủ rối bời mỗi khi có lời qua tiếng lại. Cầu thủ này luôn khiến những trận đấu trở nên thú vị. Khoa trân trọng từng giây phút trên sân dù mọi chuyện có ra sao, bởi anh biết nhiều người không có được may mắn như mình, được sống cùng với đam mê như một nghề nghiệp. Đó cũng là lý do anh luôn cởi mở chia sẻ với người hâm mộ, đặc biệt là các bạn nhỏ, bởi qua nỗ lực của bản thân, anh muốn truyền tình yêu bóng rổ đến thế hệ tương lai. Chúng ta sẽ phải chờ xem liệu kịch bản thay thế của năm ngoái sẽ lại xảy ra, hay là Khoa Trần sẽ không thi đấu cho bất cứ đội bóng nào cả. Bóng rổ TV sẽ update cho các bạn những thông tin mới nhất về VBA 2023.